Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đánh giá kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Simacai quản lý chặt lao động đi làm ăn xa trở về địa phương. Nguy cơ sạt lở ở thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. Chuyển đổi số, xây dựng xã hội thông tin để đáp ứng yêu cầu phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Chiều 17 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã triển khai hội nghị đánh giá kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư các huyện, thị, thành ủy. Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời cho ý kiến giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử, đảm bảo theo đúng tiến độ và thời gian quy định. Công tác tuyên truyền về bầu cử được thực hiện với nhiều hình thức, kịp thời đã chỉ đạo các địa phương ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu cử ở mỗi đơn vị theo đúng quy định. Công tác chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, an toàn y tế, phục vụ bầu cử được thực hiện chu đáo. Việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử được thực hiện đúng quy định. Thời gian từ nay đến ngày bầu cử đã rất gần, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và rà soát nhân sự, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện các nội dung, lịch trình, công việc theo quy định của luật bầu cử, chú trọng đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình bầu cử. Chiều 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp trong tình hình dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã thông qua dự thảo kịch bản bầu cử với 3 tình huống cụ thể. Thực hiện bầu cử tại một địa điểm cố định xuất hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 254, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Ở mỗi tình huống, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự thảo đưa ra các phương án chuẩn bị bố trí về nhân lực, cơ sở vật chất và triển khai diễn tập đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch tại các khu vực tiếp đón, bàn thu phiếu cử tri, phát phiếu bầu cử, tại các cổng ra vào và xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đảm bảo điều kiện tổ chức bầu cử tại nhà người đang thực hiện cách ly, đặc biệt là thống nhất triển khai các phương án giả định diễn tập trong và sau quá trình bầu cử ở khu cách ly tại thôn Tòng Già, thị trấn Vọng Hải, huyện Bảo Thắng. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện kế hoạch diễn tập, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trong công tác bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày cử tri cả nước đi bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để giúp các cử tri thực hiện đúng các bước bầu cử, sau đây chúng tôi xin được giới thiệu quy trình bỏ phiếu, bầu cử tại khu vực bỏ phiếu. Bước 1. Thành viên phụ trách tổ chức bầu cử và những người có liên quan được đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào vị trí làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử. Bước 2. Cử tri đến địa điểm bỏ phiếu để bầu cử. Chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 như khai báo y tế, đeo khẩu trang, đi theo hàng, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, khử khuẩn tay. Bước 3. Cử tri kiểm tra và tìm hiểu thông tin của người ứng cử. Tại khu vực niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử, cử tri kiểm tra và tìm hiểu thông tin của người ứng cử. Bước 4. Cử tri trình thẻ cử tri. Tại bàn thu thẻ cử tri và phát phiếu bầu cử, cử tri trình thẻ cử tri. Sau khi được phát phiếu bầu, cử tri được nhận lại thẻ và tiến đến khu vực viết phiếu bầu. Bước 5. Cử tri viết phiếu bầu. Tại khu vực viết phiếu bầu, cử tri viết phiếu bầu xong và khử khuẩn tay trước khi rời bàn viết phiếu. Bước 6. Cử tri bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
Tại hòm phiếu, cử tri bỏ phiếu theo hướng dẫn và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét so với người phía trước và người phía sau. Bước 7. Sau khi cử tri bỏ phiếu, cử tri đưa thẻ cử tri để thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu. Cử tri khử khuẩn tay và đảm bảo giữ khoảng cách khi ra về theo lối chỉ dẫn. Công tác kiểm tra giám sát bầu cử là một trong những nội dung quan trọng để việc bầu cử diễn ra thành công. Thời điểm này, mặt trận các cấp và chính quyền các địa phương đang tích cực rà soát, kiểm tra lại những khâu cuối cùng của công tác chuẩn bị bầu cử để đảm bảo cử tri thực hiện nhiệm vụ công dân của mình một cách thuận lợi, không để xảy ra sai sót. Có 10 khu vực bỏ phiếu và hơn 4.000 cử tri tham gia bầu cử. Đến nay, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đã cơ bản hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, cổ động bầu cử. 100% thẻ cử tri cũng đã được phát đến tận tay các cử tri. Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã nắm được các quy định khi tham gia bầu cử, sẵn sàng hướng đến ngày hội của toàn dân. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua các tuyên truyền của chính quyền địa phương, tôi đã tìm hiểu các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được kỳ này. Và đến hôm nay thì thẻ cử tri tôi đã cầm rồi. Tôi rất phấn khởi và sẵn sàng coi như là chờ đợi đến ngày coi như được bầu cử. Tôi sẽ lựa chọn những đại biểu tiêu biểu xứng đáng để vào Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới này. Do dịch bệnh Covid nên hiện nay một số công dân ấy mà làm ăn xa ở dưới xuôi và các cháu học sinh thì do Covid họ chưa trở lại trường học được. Chúng tôi tiếp tục cho các cái tổ bầu cử tiếp tục rà soát mà trường hợp mà có phát sinh thêm các cử tri thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát thẻ cử tri cho các cái cử tri theo đúng theo luật định. Để đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác bầu cử, thành phố Lào Cai đã thành lập 5 đoàn tổ chức gần 60 cuộc kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại tất cả các xã phường, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế, hướng dẫn xử lý những vấn đề phát sinh. Rà soát cũng như là những cái trường hợp mà cách ly tại nhà F2 thì để đảm bảo cái việc bầu cử an toàn theo trong cái điều kiện dịch bệnh là rà soát các cái cơ sở vật chất để kịp thời thay thế khi mà bị thiên tai gây ra, tuyên truyền để người dân biết được các cái khu vực bỏ phiếu mà mình sẽ tham dự bỏ phiếu. Tính đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã hoàn thành công tác kiểm tra giám sát bầu cử đợt 2 tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được chuẩn bị chú đáo. Và đồng thời cũng phối hợp với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để tích cực tham gia công tác bầu cử nó đúng cái thời gian quy định. Đấy, và phối hợp với lại các cơ quan liên quan nắm tình hình để bảo đảm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn ở các địa phương. Rồi nhất là trong ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để giúp cho công tác bầu cử được diễn ra an toàn theo đúng quy định. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đang nỗ lực hoàn thiện các điều kiện chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngành y tế đang gấp rút hỗ trợ về kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho thành viên các tổ phục vụ công tác bầu cử tại các địa phương. Những ngày qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tập trung hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế cấp cơ sở về kỹ thuật sử dụng sinh phẩm mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Ngoài hỗ trợ công tác xét nghiệm, ngành y tế còn tập huấn cho các địa phương xây dựng kế hoạch, lên phương án cụ thể khi triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Các địa phương căn cứ số lượng thành viên tổ bầu cử trên địa bàn, sau đó bố trí các điểm xét nghiệm nhanh bằng test huyết thanh, đảm bảo 100% thành viên các tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn tỉnh đều được xét nghiệm trước ngày bầu cử. Sáng 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã tổ chức gặp mặt biểu dương một số tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhất là sau khi có bệnh nhân F0 đến Sapa trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thị xã đã nhanh chóng triển khai khoanh vùng truy vết, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các khách sạn, trường học, bệnh viện, chợ, bến xe, trụ sở các cơ quan đơn vị và khu cách ly tập trung. Tập trung điều tra, giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm và tổ chức xét nghiệm các ca bệnh nghi ngờ trên diện rộng. Trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã, đã có 7 tập thể, 66 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã trao giấy khen vì đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn thị xã. Tính đến thời điểm này, tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang đều đã có ca nhiễm COVID-19.
việc đẩy nhanh tiến độ truy vết lấy mẫu cho toàn bộ người dân và công nhân đang được địa phương này thực hiện rất khẩn trương, cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất. Thôn Vân Cốc 3 có trên 300 người phải lấy mẫu, trong đó có hơn 200 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Lo lắng khi lần đầu tiên dịch bệnh về đến địa bàn, song với việc nhanh chóng được các y bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cũng khiến cho người dân ở khu vực này yên tâm hơn. Chúng tôi hoan nghênh về cái việc làm như thế này và rất ủng hộ cho những cái việc làm như thế này. Tôi mong muốn thật nhanh để cho qua đi. Chúng tôi thì không sao nhưng mà những em bé như thế này thì quá khổ. Tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 160.000 lao động. Một bộ phận công nhân phải cách ly phòng dịch. Những ngày này chỉ có hơn 100.000 lao động đang đi làm. Ban quản lý các khu công nghiệp đang quyết tâm để hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian sớm nhất. Tôi đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để xem xét thẩm định, lựa chọn các cái đơn vị đủ điều kiện theo quy định. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thường xuyên trao đổi tương tác với ban quản lý công nghiệp qua trên cái hệ thống Zalo thông tin để đăng ký cho cái số công nhân lao động của mình để được xét nghiệm. Việc nhanh chóng hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ở thời điểm này là vô cùng quan trọng để Bắc Giang nhanh chóng khoanh vùng triệt để, sớm phát hiện những trường hợp có nguy cơ cao. Hình ảnh những đoàn người mặc trang phục trắng, không kể ngày đêm, đi thẳng vào vùng dịch lấy mẫu xét nghiệm, lại một lần nữa khẳng định vai trò của lực lượng này trên tuyến đầu chống dịch. Trong khi đó, tỉnh Điện Biên đã trở thành một điểm nóng của dịch COVID-19 với 24 ca mắc. Đại đa số ca mắc mới đều liên quan đến ca bệnh xảy ra ở trường học thuộc huyện Nậm Pồ. Đáng lo ngại là ổ dịch tại trung tâm xã Sipafin, huyện Nậm Pồ đang diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng nhanh số F0, F1 phải cách ly tập trung, dự kiến lên tới cả nghìn người. Trong đó gồm nhiều cán bộ, công chức, các phòng ban của huyện Nậm Pồ. Địa phương này hiện thiếu nhân lực và thiếu trang thiết bị, thực phẩm trong các khu cách ly. Ngành Y tế Điện Biên đã triển khai 2 đợt tăng cường với gần 100 cán bộ nhân viên y tế tới hỗ trợ phòng chống dịch tại đây. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ 2021, tỷ lệ người dân, nhất là lao động trẻ, đi làm tại các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trên địa bàn huyện Simacai tăng cao. Dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều công ty doanh nghiệp ngoài tỉnh đã khiến số người lao động trở về địa phương cũng tăng, gây khó khăn cho công tác quản lý. Anh Thền Văn An ở tổ dân phố Phố Cũ, thị trấn Simacai là sinh viên của phân hiệu Đại học Thái Nguyên. Anh An trở thành F2 sau khi đi làm thêm tại một công ty du lịch trên địa bàn thị xã Sapa từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 có liên quan đến khách du lịch dương tính với COVID-19. Khi trở về địa phương, biết mình là F2, anh đã chủ động đến trạm y tế thị trấn Simacai khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Từ lúc chị em gọi, em biết là em là trường hợp F2 thì em đã lập tức đi khai báo ở y tế luôn. Trong nhà thì một ngày em đo nhiệt độ 2 lần. Các chú y tế thì cũng một ngày đến thăm 2 lần, ngày thăm 1 lần để điều tra, để kiểm tra sức khỏe cho an toàn. Trong đợt dịch này, thị trấn Simacai có 367 công dân đi làm tại các công ty doanh nghiệp trở về địa phương. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, kiểm soát tốt số lao động này, cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành công an, y tế, biên phòng, hướng dẫn khai báo y tế, tổ chức cách ly với những trường hợp cần thiết. Sau khi công dân quay trở về địa phương thì chúng tôi phối hợp với lại bên trung tâm y tế là lập danh sách và theo dõi vùng đỏ của cái dịch bệnh y tế này. Nếu mà trường hợp mà công dân ở nơi vùng có dịch thì chúng tôi sẽ tiến hành biện pháp là cách ly tại gia đình. Đến thời điểm này, toàn huyện Simacai đã có hơn 1.000 trường hợp lao động trở về địa phương. Qua sàng lọc có 27 trường hợp đi từ các vùng dịch đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 8 trường hợp cách ly tại Trung đoàn 254, 3 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Simacai và 16 trường hợp được quản lý cách ly tại nhà. Phải phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đặc biệt là Trung tâm Y tế là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện. Và Trung tâm Y tế có kế hoạch riêng là phối hợp với đồn biên phòng, công an huyện. Thí dụ như là đồn biên phòng thì là qua liên quan đến các đối tượng đi qua biên giới. Và công an thì liên quan đến các đối tượng là đi từ các khu vực có dịch bệnh về địa bàn. Với một địa bàn biên giới có tỷ lệ người đi làm ăn xa cao, thì cấp ủy chính quyền Simacai tiếp tục đề cao công tác quản lý, truy vết các trường hợp từ vùng dịch trở về,
tăng cường vận động nâng cao ý thức phòng chống dịch của mỗi người dân, đảm bảo không để xảy ra những vi phạm quy định trong phòng chống dịch. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ viên chức ngành y tế Lào Cai cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể thiết thực. Từ đó đã có nhiều gương điển hình học và làm theo Bác. Một trong số đó là bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Cảnh ở Bệnh viện Nội tiết tỉnh. Hai đề tài, ba sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng Khoa học Sở Y tế công nhận và đánh giá cao đã và đang được triển khai áp dụng có hiệu quả tại đơn vị là thành quả sau nhiều năm miệt mài với công tác khám chữa bệnh và công tác quản lý ở Bệnh viện Nội tiết tỉnh của bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Cảnh. Đơn cử như sáng kiến thiết lập sổ theo dõi sàng lọc bệnh nhân thay cho tờ khai y tế trong phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng tại bệnh viện từ tháng 4 năm 2020, góp phần giảm thời gian chờ đợi khám chữa bệnh của bệnh nhân, giúp bệnh viện tiết kiệm trên 50 triệu đồng một năm. Không những vậy, bác sĩ Cảnh cũng được người bệnh hết sức tin yêu, nể trọng. Tôi thấy bác sĩ Cảnh là nói năng rất là điềm đạm, hỏi han bệnh tật, chú ý lắng nghe để kịp thời thay thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân thì rất là nhiệt tình, chỉ bảo cặn kẽ, dặn dò tỉ mỉ để bệnh nhân về uống thuốc để coi như là mau chóng khỏi bệnh. Với phương châm là làm hết việc chứ không làm hết giờ, thì bản thân trước hết mình phải gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh những cái nội quy quy định của cơ quan và thực hiện tốt cái quy tắc ứng xử và cái lời dạy của Bác để lương y như từ mẫu. Và qua đó thì mới đôn đốc và phối hợp với lãnh đạo đôn đốc cán bộ thực hiện được cái quy tắc ứng xử và thực hiện lời dạy của Bác để làm sao nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng với sự hài lòng của người bệnh. Vừa làm công tác tổ chức hành chính kế toán, vừa khám chữa bệnh, với bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Cảnh, việc học tập và làm theo Bác chính là làm tốt công tác tham mưu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Là một đồng chí đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, từ công việc tổ chức hành chính, đến công việc quan tâm đến đời sống của anh em trong đơn vị và về công tác chuyên môn. Đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được mọi người trong đơn vị được tin yêu, quý trọng và tin tưởng giao nhiệm vụ cho đồng chí. Với những nỗ lực của bản thân, cuối năm 2020, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Cảnh đã vinh dự được nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú và tấm huy hiệu Hồ Chí Minh được tặng vào cuối năm 2018 luôn là kỷ vật được bác sĩ Cảnh nâng niu, gìn giữ và coi đó là động lực để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, xứng đáng hơn với niềm tin, tình cảm của người bệnh và lời căn dặn của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Từ tháng 5 năm 2017, Quỹ từ thiện Bloomberg đã quyết định hỗ trợ 2,4 triệu đô la để triển khai chương trình phòng chống đuối nước tại 8 tỉnh, trong đó có Lào Cai. Đây là các địa phương thuộc các vùng bị chia cắt nhiều do sông ngòi, chịu nhiều tác động cực đoan do môi trường khí hậu gây lũ lụt, sạt lở đất nặng nề. Chương trình đã chuẩn hóa các tài liệu hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước và triển khai can thiệp tại hơn 100 xã của 21 huyện thuộc 8 tỉnh thụ hưởng chương trình. Sau gần 3 năm triển khai, đã có hơn 17.000 cha mẹ, người chăm sóc trẻ và giáo viên mầm non được tập huấn về kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. 78,1% số cha mẹ, người chăm sóc trẻ được tiếp cận thông tin về chương trình và các biện pháp an toàn. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị kiểm tra tiến hành xử lý các nội dung liên quan tới phản ánh của các cơ quan báo chí về việc công trình thoát lũ ở Lào Cai đổ đất lấn dòng chảy thượng nguồn sông Hồng. Công trình đào tuyến thoát lũ suối Ngòi Đường có chi phí đầu tư xây dựng 163 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Tập đoàn Phúc Lộc là đơn vị thi công. Đây là một trong những hạng mục thuộc công trình hồ điều phối lũ của thành phố Lào Cai. Qua kiểm tra của đoàn công tác tại thực địa cho thấy, trong quá trình thi công, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Tập đoàn Phúc Lộc đã thi công san gạt đất ra ngoài sông Hồng với khối lượng ước trên 4.000 mét khối. Tính từ cọc K51 ra ngoài mép sông Hồng, đoàn kiểm tra thống nhất lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với đơn vị thi công, yêu cầu đơn vị thi công xử lý toàn bộ khối lượng đất đá đã san gạt ra ngoài sông Hồng. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, thấp thỏm, lo sạt lở là tâm trạng chung của 13 hộ dân ở thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, khi tình trạng ở khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Phản ánh của người dân cho biết, hiện tượng sạt lở này đã xảy ra từ năm 2018 cho đến nay. Nguyên nhân do địa hình địa chất nằm trên giải đất yếu. Khu vực các hộ dân sinh sống nằm trên tỉnh lộ 153 giáp sông Chảy. Năm 2006-2007 thì là thủy điện xả nước thì nó cũng đã bị sạt lở một phần rồi. Vì là xong là bà con lại đổ đất vào, sợ là nó hững chân đổ đất vào. Mà đến thời kỳ đợt này là cách đây khoảng từ năm ngoái đến năm nay là hiện tượng rạn nứt càng ngày càng nhiều. Nên là bà con quanh đây thì rất là lo lắng. Nhà cửa nó nứt, nó sạt lở, xong người thì có nhà thì phải chuyển đi, không dám ở. Vì là nó cứ đẩy nó lứt, nó nguy hiểm. Theo quan sát của phóng viên, dọc tuyến tỉnh lộ 153 và khu vực bờ sông Chảy, nơi 13 hộ dân thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai đang sinh sống, hiện tượng sạt lở hết sức nghiêm trọng. Trước thực tế tại khu vực này, tháng 3 năm 2021, huyện Bắc Hà đã vận động một hộ dân tháo dỡ nhà cửa chuyển đến nơi ở khác. Đề nghị đối với lại nhà nước và các cơ quan chức năng là xem xét có những giải pháp nào đấy, để mà nhà tạo điều kiện mà hỗ trợ nhà di chuyển các hộ này ra khu vực nhà nguy cơ sạt lở để đảm bảo cho đối với những cuộc sống của gia đình yên tâm sản xuất phát triển kinh tế. Đối với chính quyền địa phương cũng đã tiếp thu và tiếp nhận ý kiến của các hộ dân và đã làm văn bản giấy mời phối hợp cùng với phòng tài nguyên huyện, phối hợp cùng mời sở tài nguyên xuống để kiểm tra xác định cái khu vực đấy có nguy cơ sạt lở hay không. Và cái thứ hai nữa là đã đi kiểm tra và xác định về lâu về dài thì thực tế là cái chỗ đấy là do địa chất nó đã yếu từ rất lâu rồi mà nó có nguy cơ sạt trượt. Việc di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở như Ủy ban nhân dân xã đã đề cập ở trên không phải là chuyện dễ dàng, bởi việc bố trí quỹ đất và xây dựng hạ tầng khu tái định cư cần có nguồn lực đầu tư rất lớn. Do vậy, trước mắt địa phương cần quan tâm làm tốt việc cảnh báo, tuyên truyền để nhân dân chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng có giải pháp di chuyển người dân đến nơi an toàn. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, những năm qua Lào Cai đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa việc chuyển đổi số vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Nhân ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin Thế giới 17 tháng 5, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh qua phóng sự sau. Điện từng là ước mơ của người dân thôn Ú Sỉ Dung, xã Tà Phời, thành phố Lào Cai. Vậy nhưng giờ đây ở thôn xa xôi khó khăn nhất của xã, sóng di động 3G, 4G đã có mặt ở khắp các nếp nhà, nẻo đường. Qua đó tạo ra được bước chuyển căn bản trong việc tiếp cận các kiến thức mới, phát triển kinh tế xã hội của đồng bào. Không chỉ có vậy, công nghệ thông tin cũng đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn phát sinh trong cuộc sống. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các em học sinh phải thực hiện học tập trực tuyến. Hình thức học tập này đã phần nào giúp các em chủ động trong việc tiếp cận kiến thức mà không ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Cái việc học trực tuyến với cả học trực tiếp thì em thấy nó không khác nhau. Bởi vì là sự tương tác giữa thầy cô với học sinh vẫn thế, lượng kiến thức bài tập em tiếp thu được thì vẫn như vậy. Trong quá trình chuyển đổi số, người dân và doanh nghiệp luôn được xác định là trung tâm của quá trình. Đến nay 100% các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các phòng ban cấp huyện, gần 50% ủy ban nhân dân cấp xã có kết nối mạng LAN đạt tiêu chuẩn. Hệ thống quản lý văn bản điều hành được triển khai tới 100% cơ quan hành chính nhà nước. Hệ thống ứng dụng phục vụ người dân doanh nghiệp cũng luôn được đầu tư cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xã hội. Trong giai đoạn này thì tập trung vào xây dựng và số hóa toàn bộ các cái dữ liệu quản lý nhà nước với mục tiêu là xây dựng một cái hệ thống dữ liệu lớn để phục vụ hai cái mục đích chính. Một là để tổng hợp tất cả các số liệu phục vụ trực tiếp cho việc trợ giúp ra quyết định của các cấp lãnh đạo của tỉnh. Hai là xây dựng một cái hệ thống dữ liệu mở để cung cấp cho người dân và doanh nghiệp
có thể khai thác và sử dụng các dữ liệu đấy trong cái việc mà phát triển kinh tế xã hội. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, các địa phương, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất khả quan, góp phần cùng với cả nước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm 17, ngày 18 tháng 5 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, mây tây đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng đồi núi cao, mây tây đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Bắc Hà mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Dù mới bước vào mùa nắng nóng, tuy nhiên sản lượng điện trên địa bàn tỉnh có sự tăng mạnh so với thời gian trước. Theo tính toán của ngành điện, tổng sản lượng điện từ đầu tháng đến nay đạt trên 165 triệu kWh. Do thời tiết nắng nóng bất thường nên sản lượng điện tiêu thụ từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 là trên 70 triệu kWh. Bình quân mỗi ngày gần 14,7 triệu kWh, cao hơn nhiều so với cùng kỳ tháng trước. Để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, tiết giảm các chi phí phát sinh, người dân cần thực hiện nghiêm túc các quy định về tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, các thiết bị làm lạnh, giữ ở nhiệt độ vừa phải để giảm hao tổn điện năng. Thưa quý vị và các bạn, là một xã vùng cao của thành phố Lào Cai, Hợp Thành hôm nay vẫn giữ được những nét đẹp mộc mạc của cảnh sắc thiên nhiên và con người. Thời lượng còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Hợp Thành để ngắm nhìn một vùng đất bình yên, thơ mộng trong màu xanh nên thơ của lúa. Những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong nước. Đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to.
nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.